Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chủ bữa bên đây. Và bạn đang mệt mỏi phải không? Đừng có lo, hãy đến với Unpacking. Thì đây là một cái tựa game gọi là thư giãn cũng số 1 luôn ha mọi người. Có một bạn yêu cầu tôi là anh hãy làm về cái tựa game này đi. Thì tôi thấy vậy thì tôi cũng chụp lại. Thì để nào rảnh thì tôi sẽ làm. Và bây giờ thì tôi đã thực hiện được nó rồi. Và cái cách chơi của cái tựa game này thì chúng ta chỉ cần sắp xếp những cái món đồ ở trong cái này ha, thì nó sẽ đóng gói trong cái thùng đó. Thì chúng ta sẽ lấy những cái món đồ đó ra, chúng ta sắp xếp sao mà gọn gàng nhất có thể. Nó kiểu gì thôi mọi người, game này là game thư giãn và con nít đều chơi được, đàn ông luôn luôn như một đứa trẻ. Thì giờ tôi cũng sẽ làm như vậy ha. Rồi bắt đầu thôi mọi người, play nè. Có rất là nhiều tờ giấy và ghi tên tôi vào ha. Jun đi, tên Jun đi ha. Rồi, không cần dũng bựa gì hết trơn á, tên Jun đi. Rồi, vàng một năm 1997. 97 thì năm nay bằng tuổi ba chị tôi rồi. 7 thì năm nay 25, 26 rồi. Đó, giờ công việc của chúng ta thì chỉ cần bóc những cái hộp này ra nè và kéo lên những cái món đồ. Và đây là những cái món đồ gì đây? Một cuốn vở nè, một con ếch nè. Đó, thì sắp xếp sao cho nó gọn gàng là được thôi mọi người. Cái tủ này kéo được không? Được luôn. Siêu nhân luôn. À, con này là con sumo à? Sao toàn đồ chơi không vậy? Toàn đồ chơi không? Cá. Đồ chơi một nồi luôn. Thì là gì ta, sắp xếp gọn gàng nhất có thể thôi. Game này nhìn gì thôi mà cũng vui mọi người. Đó, nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà nó giải trí rất là cao mọi người. Chứ không phải là kia đâu ha. Ê, sao xoay phím, à xoay phím được. Gì nè. Con ếch chứ là con vịt để kế bên luôn. Còn mấy món này chắc để dưới đây đi. Đó, dưới đây luôn. Game này hay cái chứ. Để ngang không được rồi. Để gì đi. Trời nó bự cả. Thôi để dưới đây đi. Đó. Vì nó quá bự đi nên là chúng ta phải để ở dưới. Oh no. Chị phải để con này ở bên đây. Ừ. Để tôi để cái radio này để không được vô đây. Thôi để dưới đây đi. Còn nữa cả. Dưới đây nè, một cuốn vở chồng lên được. Này chồng lên không được rồi. Để đây luôn. Và xong một thùng. Bây giờ đến thùng thứ hai, một trái banh. Các để đây luôn nè. Một cái cặp. Bạn này gọi là đam mê thể thao á. Thể thao rồi đọc sách rồi radio nghe nhạc luôn. Vào nguyên cúp luôn kìa. Nhỏ dữ vậy ta. Thì thước để đây luôn. Giờ là một cuốn vở nữa nè. Ui, cuốn vở chúng ta có thể chồng lên đây được. À không được rồi. Thì là phải sắp xếp hai cuốn vở nó sẽ nằm ở đây. Không có chồng lên được ta. Thì cuốn vở này tôi sẽ để ở đây luôn đi. Đó, chồng mấy cuốn vở này vô gì đi. Cho nó gọn gàng một tí ha. Đây luôn nè. Một bức tranh sẽ treo lên tường. Một con heo đất. Để đây. Một cuốn vở chồng lên đây luôn. Wow, game này thoải mái đấy chứ. Cái này nè. Chung thì không có suy nghĩ, không có nghĩ ngợi nhiều ha. Ta chỉ cần sắp xếp gọn gàng đồ đạc lại thôi. Một cái thùng rác. Thùng rác thì sẽ để bên đây đi. Đây nè. Bàn cờ luôn. Mày giỏi dữ vậy ta. Bàn cờ để dưới đây nè. Cái hộp để đây luôn. Xong một thùng nữa rồi. Còn một thùng cuối mọi người. Thùng cuối. Cuối này không biết nhiều đồ hôm nay mà chắc xếp được. Cái này nó nhỏ nè. Và những cái nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ để ở đây. Ui bự. Khủng long để đây luôn. Ta có nhiều chỗ để mà lo gì mọi người.
Đó, cũng sắp sắp trồng lên đây luôn nè. Trồng được thì chúng ta sẽ trồng lên đây ha. Ý trên thì để được luôn nè. Hay gì, một cái máy chụp ảnh, chụp ảnh thời hồi xưa hả ta, lão quá gì. Tôi được một cái máy ảnh rồi và một cái đồ nhảy dây. Vào bài này như chơi thể thao dữ lắm mới sao đây. Rồi nhảy dây chắc để trên đâu ta, để dưới đây đi. Dạ, để dưới đây nó không tính cái gì á. À, vẫn tính, đặt sai chỗ. Này kia này được không được luôn ta. Ủa, tôi xong rồi mà, giờ sao? À, còn một cái sợi dây. Sao bật xếp đúng nữa chứ. Giờ sao xếp đúng vậy? Để dưới đây đâu được. Giờ sao đây? Nè rồi. Không. Wow. Xếp nó còn bắt phải đúng nó kìa. Không rồi nè. Final Mayo Room. Một căn phòng đã được hoàn thành. 204. Đây là một cái phòng thời 2004 ha. Rất là nhiều máy tính. Mở mở mở. Một bức tranh thì khỏe, tranh thì kìa, treo lên đây thôi được rồi. Con gấu. Để lên kệ đi. Cho bằng trái. Mở tủ ra. Sách thì chắc sẽ trồng sát ở đây nè. Tiết kiệm diện tích. Đó. Một cái bút màu. Ui, 2K4, 2K4. Một bút, một bút. Một cuốn sách nè. Đó, trồng ở đây là vừa. Xong một thùng. Một đôi giày nữa. Một đôi giày nè. Xong hai thùng. Cái giày này quá bự, không thể để được. Xong một thùng nữa rồi. Ủa, cũng ít hơn cái kia vậy ta. Cái gì áo díu nè. Mãi tèo vậy, áo díu luôn kìa. Này áo vú mọi người. Tôi tưởng con trai thôi, tưởng cái phòng này của con trai hay gì, con gái mọi người. Gái gì game nhiều cái gì. Con dớ mọi người. Rồi. Cũng vỡ. Gì O4, O5, 04, 05. Quần. Xong. Còn cái gì sai không ta? Cái gì? Trời. Còn trong toilet nữa mà. Trong toilet nữa trời. Cái này là cục xà bông. Bông thì để đây nè. Ly. Ly súc miệng. Cái đồ rửa chứ để đây đi. Vệ sinh tự nhiên cầm chảo ở đây nữa chứ. Rồi đóng tủ lại. Ân vệ sinh bên đây nè. À, vậy sắp xếp cho gọn gàng rồi. Nồi niêu xoong chảo. Cái cũng vỡ rồi. Cái gì ta? Xong rồi. Này để sai. Ui sai nhiều lắm. Đậu xanh cà. Sai rồi. Còn cái khăn này là cái gì trời? Khăn này là cái gì?
Tôi mò nãy giờ không ra cái món này là cái gì luôn. Nên là thôi, để bữa khác ha, nào chúng ta rảnh thì có thể ngồi chơi cái tựa game này tiếp. À mà thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra hãy comment bên dưới video cho tôi biết là mọi người có thích tôi chơi những cái tựa game vui nhộn, chơi những cái tựa game hài hước nữa không ha. Tôi là Dũng Bùi Quỳnh, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.